là tuyến đường quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng đến giao thông ở nhiều tuyến nhánh. Tuy nhiên, đường vành đai 3 trên cao thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm, nhiều phương tiện thường di chuyển vào làn khẩn cấp, gây khó khăn cho các phương tiện ưu tiên làm nhiệm vụ. Từ thực tế đó, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội tuần tra kiểm soát lưu động trên vành đai 3, xử lý các hành vi dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, đi không đúng làn đường, đi vào làn khẩn cấp. Cái việc chạy lấn vào cái làn đường dừng xe khẩn cấp này trên đường cao tốc, thứ nhất là gây cản trở giao thông, cái thứ hai nữa là nó gây nguy hiểm do thiếu sự quan sát do các phương tiện khác biết. Khi mà có sự cố xảy ra trên tuyến đường cao tốc này, cái làn dừng khẩn cấp đấy sẽ dành riêng cho cái lực lượng chức năng lên làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng sẽ chia làm 3 ca mỗi ngày, tuần tra trên vành đai 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long bằng mô tô chuyên dụng. Khi phát hiện xe vi phạm sẽ ghi hình làm bằng chứng xử lý, sau đó cảnh sát sẽ đến gần xe vi phạm để phát loa cảnh báo. Việc xử lý sẽ tiến hành ở các lối xuống hoặc qua hệ thống phạt nguội. Mặc dù biết đây là làn đường khẩn cấp, nhưng nhiều tài xế vẫn đi vào với những lý do khác nhau. Mỗi khi tôi đi đường này tôi cũng rất là chấp hành luật giao thông. Nhưng mà đúng hôm nay là tôi rất là bận, người ta dùng gạo nhiều quá thì tôi cũng chót đi vào cái đường rừng khẩn cấp. Đường nó kẹt quá, đường quẹt quá thì gọi là toàn đi vào cái làn đấy, biết là sai, đường nó kẹt. Xe kia nó ép vào, tôi phải đành phải nách vào đấy. Tôi chạy xe tôi biết là đường khẩn cấp, nhưng mà cái xe kia lán vào tôi phải đánh vào trong đấy. Đánh vào trong đấy, lúc mà tôi xi nhan ra, không xi nhan được, tôi phải đành phải rẽ vào cái đường khẩn cấp. Trong 5 ngày đầu tiên của đợt cao điểm, cảnh sát giao thông sẽ tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Đợt tăng cường sẽ được triển khai tại tuyến vành đai 3 trong 1 tháng. Sau đó cơ quan chức năng sẽ đánh giá hiệu quả. Nếu tốt sẽ nhân rộng ở các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc trong thành phố.